Mỹ Duyên xin kính chào quý vị và toàn thể các bạn. Kính thưa quý vị, tháng 6 là tháng giáo hội mời gọi chúng ta kính thánh tâm Chúa Giêsu. Có bạn thắc mắc, tại sao không phải là các tháng khác mà phải là tháng 6? Câu trả lời đơn giản nhất, vì lễ kính trọng thể thánh tâm Chúa Giêsu được cử hành trong tháng này. Ngày lễ thường dao động mỗi năm vì được cử hành vào thứ 6 sau tuần Bát Nhật mình máu Thánh Chúa, hoặc thứ 6 sau Chủ Nhật thứ 2 sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Tuy nhiên, cũng có những lý do khác giải thích tại sao tháng 6 được dành riêng để mừng kính Thánh Tâm Chúa. Lễ Thánh Tâm bắt đầu từ năm 1673, sau khi Thánh Margarita, một nữ tu dòng Đức Mẹ thăm viếng ở miền đông nước Pháp, bắt đầu nhận được những thị kiến về Thánh Tâm. Khi hiện ra với Thánh nữ Margarita, với trái tim bên ngoài lồng ngực đang bốc cháy và được bao quanh bởi một vòng gai, Chúa Giêsu giải thích tình yêu bao la mà Người dành cho nhân loại và mặc khải những cách thức để tôn kính Thánh Tâm. Những cách thức này bao gồm việc tham dự giờ thánh vào các ngày thứ năm và rước lễ vào mỗi thứ sáu đầu tháng. Chúa Giêsu nói với Thánh nữ, Thánh Tâm Cha yêu thương loài người cách mãnh liệt và nhất là con, đến nỗi không thể chứa đựng trong đó ngọn lửa đức ái cháy bỏng. Những ngọn lửa này phải được trao truyền bằng mọi cách. Những thị kiến này tiếp tục trong 18 tháng. Vào ngày 16 tháng 6 năm 1675, khi thúc giục Thánh Margarita xúc tiến một lễ kính Thánh Tâm, Chúa Giêsu cũng đưa ra 12 lời hứa dành cho tất cả những ai tôn kính và cổ võ lòng sùng kính Thánh Tâm. Chúa Giêsu phán với Thánh nữ, Cha yêu cầu con dành riêng ngày thứ 6 sau tuần Bát Nhật của lễ mình máu Thánh Chúa để cử hành một lễ đặc biệt tôn vinh Thánh Tâm Cha bằng việc truyền bá lòng sùng kính vào ngày đó và đền tạ Thánh Tâm Cha bằng một hành động xứng đáng để đền thay cho những sỉ nhục mà Thánh Tâm Cha đã nhận trong thời gian chịu tổn thương trên bàn thờ. Cha hứa với con rằng chính Thánh Tâm Cha sẽ mở rộng để tuôn đổ tràn đầy sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa trên những ai sẽ sùng kính và làm cho Thánh Tâm được tôn vinh. Giáo hội do dự trong việc công bố một ngày lễ kính Thánh Tâm, nhưng khi lòng sùng kính được lan rộng khắp nước Pháp, Tòa Thánh đã cho phép cử hành lễ Thánh Tâm tại Pháp vào năm 1765. Đến năm 1856, Đức Pio IX chấp thuận lập lễ kính Thánh Tâm Chúa và ấn định vào ngày thứ 6 sau lễ mình máu Thánh Chúa. Ngày lễ được cử hành một cách long trọng và được đưa vào lịch phục vụ của giáo hội hoàn vũ. Kể từ đó, tháng 6 được dành để tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu và tình yêu bao la của Người dành cho nhân loại. Kính thưa quý vị, tình yêu Thiên Chúa thật ấm áp vào những đêm trời đông, là làn gió mát vào những năm tháng mùa hè. Để hưởng nếm tình yêu của Ngài, mời quý vị lắng nghe ca khúc Con có sao Chúa yêu con vậy.